Để nội về một mình có sao mà. À, không sao đâu con. Nội cũng đã lớn tuổi rồi, thức khuya không được. Để nội về nghỉ ngơi trước đi. Đây, vitamin của em cắt rồi nè. Mời cả nhà. Anh định là rủ Khang làm thêm vài ly nữa. Có chào không em? Oh my god, nhậu nữa hả? Con cũng muốn uống với ba với anh Khang nữa. Vậy để con xuống bếp làm chút đồ nhắm ạ. Hàng phụ chị nha. Dạ, chị dâu. Hả? Thì ở nhà nào thì tính theo bên nhà đó. Ở bên đây em gọi anh Khang là anh trai. Thì chị là chị dâu đúng rồi. Nhập gia tùy tục. Con như vậy là good. Thôi vụ vụt, để mất công có chuyện rắc rối xảy ra nữa. Đúng rồi đó, vô phụ chị đi. Dạ. Để con vô lấy ly nha. Oh my god, bây giờ nhậu rồi trái cây của em cắt sẵn làm sao đây? Thì cứ để đây chút xíu nè ăn. Anh nhậu chút xíu nha. Coi kìa, chủ tịch tập đoàn Thành Phát. Bây giờ hả, cái gì cũng phải hỏi ý kiến vợ. Anh nhậu chút xíu nha. Em, nhà anh có nóc nghe chưa? Yeah, understand. Chuẩn bị chưa? Đừng để thua đó nha. Con nghĩ chú mới phải là người chuẩn bị tinh thần ở đây đó. Thôi uống vui, đừng có thi thố đó nha. Em, thi thố mới vui chứ, đúng không Khang? Mẹ à, nhưng mà chú muốn thua thì mẹ cứ để chú thua đi. Đồ nhắm đây. Em sẽ chọn về phê của anh hai. Dù sao ba cũng già rồi, sao đòi được với anh hai, đúng không? Con nha. Em cười cái gì? Em về phê anh đó. Thôi, mình thi đi. Bắt đầu nha. 2, 3. Vô. Wow. Đã quá. Đúng là con nhà Tâm không giống lông cũng giống cánh mà. Đâu mà nói nhá. Ngay từ đầu tôi gặp ông, tôi đã không ưa ông rồi. Có làm gì đâu mà sao lại không ưa tôi chứ? Không biết. Chắc là do cái giao diện của ông tôi không ưa. Cậu nghĩ là tôi ưa cậu à? Mới có một tí tuổi đầu mà đã kiêu cao ngạo rồi. Nói á thì hay lắm, nhưng mà không có gì hết á. Người ta gọi là thùng rỗng kêu to đó. Thùng rỗng kêu to á hả? Tôi á hả? Còn ai nữa? Tôi ghét ông. Tôi ghét không? Tôi ghét không? Trời, anh hai nè. Anh hai, gì vậy Hằng? Nghỉ đi. Anh hai, sao vậy Hằng? Rồi thắng rồi nha, thắng rồi nha. Khang, anh hai. Trời ơi, anh, sao anh ép con sẽ uống say đến độ này luôn đấy hả? Em, làm chứng. Anh đã thắng cả thằng thùng rỗng người to rồi nha. Trời ơi, anh nói linh tinh cái gì vậy? Khang, dậy đi con, lên lầu ngủ, nhanh lên, nào lẹ. Anh Phan, cái gì vậy? Cái gì vậy? Dì phải cùng nhịp với con mới được chứ. Thì dì cùng nhịp nè, mà ảnh nặng gần chết luôn à. Wow. Chị, hả? Chị khiêm phụ tụi em câu. Trời ơi, chị đang đầy đằng sau nè. Trời ơi. Sao vậy? Ba nặng quá hả? Bây giờ sao nè? Đưa ảnh lên phòng Khang nha, phòng của chị. Hả? Sao mà lên túc phòng bên Khang nổi hả dì? Sao giờ chị? Ôi. Để vô. Trời ơi. Trời ơi, sảy sẩm mặt mày luôn. Còn thằng Khang nữa đó. Oh my god. Sister, thằng Khang nó nặng hơn anh Phát. Mệt mỏi thiệt chứ. Cả ngày trời đứng nấu nướng cho nó thì cũng giãn tĩnh mạch luôn. Đã vậy còn phải trốn chui, trốn nhủi. Chị đó mà mở miệng ra là cứ lúc nào cũng... Mẹ lúc nào cũng chỉ thương anh hai. Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ cho anh hai thôi. Sao nó không nhớ những gì mình làm cho nó ta? Nó toàn nhớ những cái nó ấm ức ở trong lòng không à?
Mấy đứa nhỏ thiệt, giờ sao nó ích kỷ ghê luôn á. Nó chỉ nghĩ tới bản thân nó thôi à. Nè, em uống nhiều lắm hả? Hồi nãy có việc gấp, em phải chạy về nhà. Trời ơi, con nhỏ này, nó không biết mình ngủ ở đây hả? Chồng ơi, em yêu anh. Ly! Mẹ! À, bữa nay mẹ ngủ ở đây hả? Ờ, phòng mẹ bị chiếm nên là mẹ lên phòng con. Nãy con về không ai nói hết hả? Dạ, ở dưới không có ai hết, đèn cũng tắt tối thui. À, chắc là mọi người ngủ hết rồi đó. À, ba con nó uống say quá, mẹ không thể nào mà đưa lên đây được, nên là để ngủ tạm dưới phòng mẹ, con mẹ lên đây. Dạ. Ông Phan, tôi kể cho một bí mật này nha. Nha. Bí mật ha? Nè, bí mật. Bí mật gì? Thật ra là tôi đã rất là vui khi mà biết được thì bà tôi vẫn còn sống. Tôi luôn muốn được gặp bà, ở gần ba. Nhưng mà mẹ tôi lại nói là ba mất rồi, mà không gặp được ba nữa. Cho nên khi mà biết ba mình vẫn còn sống, tôi vui lắm. Tôi thật sự rất vui. Ông phải hứa với tôi là giữ bí mật chuyện này đó. Ừ. Hứa nha. Hứa nha. Cái thằng này. Bà cũng vui lắm. Coi kìa, coi kìa, hai cha con ngủ hai cái tướng ý chang nhau luôn, giống như là hai giọt nước vậy đó. Sister, khỏi cần xét nghiệm ADN. Đây là điều chú muốn làm đó hả? Ê, con tưởng chú gọi con ra đây để làm chuyện gì to tát cơ, chứ bơi như vậy thì ai bơi với chú chả được. À, trước giờ á, chú toàn bơi một mình không à. Trước giờ cũng toàn bơi một mình không à. À, chị con với chú bơi đua nha. À, ok. Lần nào á, con cá đổi thì chú cũng đều thua. Chú nói cái gì đấy? Chú chơi ăn gian mà, cái này không có tính. Mà con cũng không ngờ chú thích bơi đó. Con với chú có nhiều điều giống nhau quá ha. À, hồi nhỏ ai dạy con bơi vậy? Con tự bơi. Tự bơi? Thì hồi nhỏ con ở quê mà, làm gì có mấy lớp dạy bơi đâu. Mẹ thì bận, làm gì thời gian đưa con đi. Nên là hồi nhỏ con toàn đi chơi với cả mấy ông hàng xóm, toàn tự học bơi không á. Nên là mấy lần đầu á, uống nước no bụng luôn. Ba đã bỏ lỡ quá nhiều, bỏ lỡ 30 năm chơi đùa, dạy dỗ con. Nhưng mà thật ra học cách đó mới mong biết bơi. Chẳng qua là bơi không có đẹp, thở không đúng cách thôi. Lúc nãy á, chú thấy không bơi đẹp lắm mà. Thì tất nhiên về sau con phải học bơi thêm rồi chứ. À, thầy còn chỉnh lại giá nữa. Chứ lúc đầu con mà mình biết bơi chó không á. Mà hình như con cũng có nghe mẹ con nói là hồi đó chú bơi giỏi phết đúng không? Ừ, đúng rồi. À, hồi trẻ chú tham gia đội tuyển của trường, 2 lần vô địch sinh viên toàn quốc đó nha. Chắc là chú chơi ăn gian như vừa nãy nên mới vô địch chứ gì. Cái gì mà ăn gian? Nè, cứ dám thử lại không? Con sợ chú đấy. Chắc bơi trước đó. Chú chắc chưa? Chắc. Chú đừng hối hận nhé. Không hối hận.
Ba xin lỗi vì đã không nhìn ra con sớm hơn. Ba phải làm gì để có thể bù đắp cho con đây? Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.